chào anh em nhá. Đấy, tôi rất là lâu rồi, gọi là đến về phải 35 mới có cảm giác đi thi đây. 2 giờ sáng đã tỉnh rồi mà không thể ngủ được. Đến 3 giám khảo còn 3 giờ mới đi ngủ đấy. Đây, đây em hôm nay phải cố đi ra khỏi nhà phải nghe nhạc để cho nó gọi quên đi. Sảy khuây để tư tưởng thoải mái trước khi vào kỳ thi quan trọng này đây. Như thi đại học ấy. Đấy, anh em nhá. Anh em chúc anh em thi cuộc thi gọi là thành công tốt đẹp. Tốt đẹp nhá. Ok, cảm ơn anh. Bây giờ một cảm xúc của Sích Thủ rất là ấn tượng. Tính giờ. Rồi, chúc anh Yên, anh Triệu Kiên là chúc anh thành công. À. Người ta lại là sau 365 ngày anh đấy đã luyện được môn thiết Sích Thủ. Ừ. Hiện tại bây giờ anh đã xuống núi để trình diễn cho toàn thể anh chị em trong câu lạc bộ một lượt xem bài thi của anh Kiên. Đấy, sau 365 ngày mọi người nhìn thấy anh Kiên tập những bước tập thi nào, nếu hay đề nghị các anh cho một like. Rồi đấy, hai lượt 30 giây tức là một vòng. Hiện tại thì anh Kiên vòng và anh thực hiện đúng bài theo đề bài đưa ra là chúng ta lên dây và mắt cuối cùng bắt buộc chúng ta phải ra khỏi xích để thể hiện sự dũng mãnh, sự khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng của những Sích Thủ. Ba lượt. Tất cả mọi người hãy thực hiện theo bài thi của anh Triệu Kiên là bỏ tay ném người ra ngoài. Anh rất là bình tĩnh, gương mặt anh rất là niềm nở, rất là tự tin, hy vọng anh Kiên trở lại đây với 1 phút trên 60 giây. Hoàn thành 4 lượt. Là anh đấy đã được 1 phút 01. Anh vẫn thực hiện. Chạm lượt thứ 5. Quá chuẩn. Quá bình tĩnh, quá đẹp. Đúng. Anh đấy xứng đáng đạt được môn công phu gọi là thiết xích trưởng. Quá đẹp. Mọi người nhìn thấy không? Anh chính vì nhờ tập luyện đu xích mà đến giờ phút này cơ thể 5 lượt. Rất là. Ôi dạ. 6 lượt. Hello, lời đầu tiên cho anh xin gửi lời chào trân trọng nhất, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả mọi người đang có mặt tại khu vực công viên Liên Sở, đại Sích Bưu Vàng và những thành viên trong câu lạc bộ. Một ngày mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thực ra thì hôm nay anh sẽ xin phép được test bài đầu tiên, thì là anh muốn thảo luận qua anh em là chúng ta có nên đeo găng hay không hoặc không đeo găng. Thì anh em chúng ta cũng cho một bài sau khi tất cả mọi người đã xem video của anh, và anh cũng muốn chia sẻ là khi cái dây cuối cùng ra người ra khỏi đấy, ném một tay để cho lấy cái sự công bằng, tránh trường hợp là đu sờ bám vào xích để dây ra tranh luận. Chúng ta lên dây 2 phút xong chúng ta xuống, ai sẽ được nhiều vòng nhất người đấy sẽ là người vào chung kết. Đấy, thì là tôi cũng hỏi thế. Nếu như mà các bạn mà có ý kiến gì là không đồng ý hoặc có đồng ý trong cái sử dụng găng và bài thi ra người không ra dùng găng thì mọi người cũng cho đông đảo lấy ý kiến của mọi người để phân chia. Cũng có tránh trường hợp mà ui tôi đu như thế tôi là sao ra dây ông bắt bí tôi, hoặc là ui tôi có bao giờ tập găng đâu thì là lại bắt bí tôi. Và nếu mà đã đu găng thống nhất do một đôi găng của chủ tịch phát cho lấy sự công bằng, chứ không có tránh trường hợp là găng thửa hoặc găng gì nó mất hay. Anh vào bài thi anh phải lấy các thiết bị của trong bài thi đấy, tránh tình trạng là tôi thửa găng hoặc là gì đấy. Thôi ra anh cũng nói thôi, để dừng lời tại đây. Thì lần cuối cho phép anh xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em trong nhóm, một ngày mới có thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn này Gano bật dây đấy. Thế thầy anh cứ thử quay thế xem nó có đủ 2 lượt 30 giây không nhá. Rồi. Đây là anh Trương Quý Anh đang trên xích. Về đến đây vẫn 34 giây. Đấy, vẫn bị thấp mà. Để do anh xoáy 2 lần.
Thế anh đang đi vòng thứ hai, tương đương là 3 lượt chạm vào tay ngoài rồi ra hết xích. Đây là bài thi chuẩn anh đang test để anh em làm theo. Thì chắc chắn là tôi nghĩ là sẽ không được 4 vòng trong 2 phút đâu. Đây là vòng thứ hai, 1 phút 0 1 phút 13 giây chạm tay vòng thứ hai. Cũng không chậm đâu. Bắt đầu vòng thứ 3. Và anh vẫn đu bay lắc rồi đu xoắn xích theo sở thích sở trường. Vẫn có những động tác cống hiến nhá. 1 phút 30 giây vẫn thoải mái mà anh. Bắt đầu hết vòng 3. Anh đã chạm vòng 3. 2 phút đã hay là 1 phút hay bao nhiêu? 2 phút rồi. 2 phút à? 2 phút 6 lượt, đúng rồi. Rồi, hiện tại bây giờ vòng anh này trải qua 365 ngày. Xích thủ đã luyện kích, đã luyện thành một môn công phu gọi là xích hân chữa. Hiện tại bây giờ anh đang thực hiện là bài thi trên dây, là bài thi bắt buộc, là tất cả mọi người khi lên dây đều phải bay người ra khỏi đây để chứng tỏ cái tầm quan trọng cũng như là thể hiện cái sức mạnh của một xích thủ. Một xích thủ thực thụ thì là phải có những động tác bay 36 giây rồi. Lượt 2. Sau khi là mình xem anh đấy bay lượn, mình chỉ nhìn qua màu áo đồng phục thôi, mình cảm giác cái bắp thịt tớ thì của anh đấy nổi lên thật cuồn cuộn, thật săn chắc đấy. Chính đấy là cơ thể của anh, là chính vì do anh tập luyện du xích và ăn uống điều độ nên đến giờ phút này anh ấy có một cơ thể rất là săn chắc cường tráng. Anh luôn luôn là người dẫn đầu trong câu lạc bộ, là người tiên phong về mặt tinh thần, về tất cả nhiều thứ để động viên cho anh em. Đã rồi, hết 2 phút rồi. Rồi, ok, cứ đi đi. 4 lượt rồi, 2 vòng rồi. Không sao. Anh rất là khích lệ động viên những người nào chưa được thì anh đều động viên cố gắng để sửa lỗi. Anh Thịnh là hơn em rồi. Mới bắt đầu tập luyện, du bám ra làm sao. Rồi. Sau khi phỏng vấn anh Cao Xuân Thu, anh ấy rất là sung, rất là máu lửa. Anh ấy đăng ký luôn. Anh Nguyễn đăng ký để lấy phong trào, lấy động lực cho toàn thể anh em xích đu vòng. Anh ra ngoài nhá, anh ra ngoài, đúng rồi. Một bài thi bắt buộc, bài thi đầu tiên của anh Cao Xuân Thu. Rồi có 20 giây này, cố lên. Anh đấy thực hiện những bước đi rất là uyển chuyển, quá tuyệt vời luôn. Đây mới là môn công phu xích hân chữa. Vâng, anh Cao Xuân Thu đã hoàn thành vòng thứ 2 với cự ly là chưa đến 60 giây, chắc chắn một điều là chưa đến. Bắt đầu đến lượt thứ 3. Một vòng, anh Thu, tôi sẽ đếm để cho mọi người rất là công bằng. Hiện tại bây giờ anh đang di chuyển vào vòng dưới, anh vẫn tiếp chạm tục đích lượt thứ 3. Vẫn ra ngoài, chỉ có lên dây thì mới biết ai là người. Bắt đầu sang lượt thứ 4. Một số anh em ở dưới đất cả, ui, đu cái này tôi đu ngon. Nhưng mà đây nó gồm cả tâm lý vì nhiều thứ lắm. Anh hoàn thiện 4 lượt vòng thứ 2. Vòng anh đấy đang thực hiện vòng thứ 2. Bước vào 2 rưỡi nhá. 2 rưỡi. Đây là anh sẽ đi là lần này là lần thứ 5 lượt. Và quay về kia sẽ là 6 lượt, gọi là chạm đích lượt thứ 5. Đó. Ra ngoài. Lượt thứ 5 anh bay ra ngoài và anh lại bay ra ngoài. Đang bị bắt lỗi một nhịp. Một xích thủ rất lỗi là một chuyên nhịp. Anh ý mà đu như thế để anh ấy mang tính chất là biểu diễn cho mọi người biết là ta đi lên. Hai vòng. Chuẩn bị. Anh sẽ vào vòng đây là vòng thứ 3. Wow. Quá cao thủ. Quá tuyệt vời. Anh ấy rất xứng đáng. Hết giờ.